Hello, chào anh Gấu Bông, chào chào Ron, manager of Mom, chào cả nhà, chào anh Tôn Quyền nha. Hello, chào cả nhà, chào cả nhà. Hiếu Hiếu cũng lên rồi này. Mà không thấy Hiếu chào mình. Đấy ơi, mọi người đã hết rồi. Chào rồi, im lặng thế à? Ai đang ở trong room 88 thì mọi người à? Chào lên một tiếng cái coi. Xíu nữa Hiếu Hiếu lên tiếng giờ à? Giờ vẫn chưa thấy lên tiếng hay đang bận gì đó? Chào cả nhà nhé, chào cả nhà nhé. Còn bảy xu tặng được một cây gì đây trời, quá buồn, tặng cho người khác hết rồi cho nên là không đủ để tặng Linh cái gì, buồn nhẹ. Được nửa cái kem hả trời, hay được cái que kem. Mọi người nhớ ấn theo dõi lên Hoa Free và làm sao trên điện thoại và lên quà cho Linh mọi người nha. Mấy hôm nay rồi không được show ban ngày rồi này. Trời ơi, đi đâu hết rồi trời ơi. Show cho ai xem đây không biết nữa. Ok, thế đi lên Hoa và vote làm sao điện thoại để mà online bằng điện thoại cho lên nha. Không biết được lúc mình bận thì sao. Lúc đang cần idol thì mình đang ngoài đường á. Mọi người đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi, lên xe mà không có ma nào luôn à. Trời, hôm nay trầm dữ vậy. Chả nhẽ hôm qua buồn quá bị thua độ là hôm nay không thèm xem khóc nữa hả? Đến chủ nhật mới chung kết cơ cho nên là hôm nay hôm mai đâu có đá banh đâu. Đâu chủ nhật chung kết. Hôm nay một đầu tháng, chúc cả nhà luôn gặp nhiều may mắn và suôn sẻ trong cuộc sống nha. Tháng mới vui vẻ, không gặp đen đổi, không gặp chi xẻo. Đúng rồi, nay mùng 1 rồi, nay tháng mới rồi. Mọi người có thời có kiêng, có lành nha. Ủa sao không ai thấy ai trả lời gì hết vậy? Mọi người ơi, ai đang trong room thì mọi người tương tác với Linh một cách tích chat cho Linh biết nha, là mọi người đang xem show của Linh nhá. Không tích chat thì sao tôi biết được mà show vậy trời ơi. Một bài hát vui vẻ. Một bài hát vui vẻ. Bài gì cho vui vẻ ta? Không biết phải hát bài gì cho nó hài lòng mọi người đây.
sao lặng im nhiều thế? Đã có những khi em đã sai, nước mắt của em đang nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh tại sao? Có lẽ bởi em đã làm anh không vui, cũng vì em lắng nghe những khi anh buồn, để anh vội vàng bước đi lạnh lùng. Lần sau cuối xin anh thứ tha, mong anh điều tra, hãy cho tình yêu hiểu ra để giờ thêm. Cảm ơn anh nha. Mọi người ấn theo dõi chuyện ấn nhé, nhớ lên hoa free và vote 5 sao điện thoại cho Linh. Mọi người đều hết rồi ta. Đã có những khi em đã sai, nước mắt của em đã nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh tại sao? Có lẽ bởi em đã làm anh không vui, cũng vì em đã không lắng nghe những khi anh buồn, để anh vội vàng bước đi lạnh lùng. Lần sau cuối xin anh thứ tha, mong anh đừng trách, hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần. Thế thì mai anh lên cũng được mà. Mai em vẫn có show, ngày kia em cũng có show luôn. Ngày nào có show anh muốn tặng ngày nào cũng được. Hôm nay không kịp tặng thì cho nợ vậy thôi à. Đơn giản. Mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Chả thấy ai nói gì à? Nay thứ 6, ngày mai thứ 7. Chủ nhật có show ban ngày. Trời ơi, ngồi nghe nhạc chút cho mọi người vô vậy. Biết đâu chủ nhật cũng có hay sao không? Chủ nhật cần người thế show thì sao? Dạo này là hay có đêm, hay có duyên với show đêm lắm. Sao mà im ắng ta? Giờ show của em không đúng lắm á, sao không đúng? Thế nào mới là đúng? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Muốn đêm có đêm, muốn ngày có ngày, thế còn gì nữa mà không đúng. Còn anh nói đã cho điều em rồi. Đúng rồi, đây là bài của Subin và Thảo My, làm ngược lại. Là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình.
bình thường, em show nó vẫn đông bình thường. Phải có hôm này hôm kia chứ, đâu phải hôm nào cũng đông được đâu. Bình thường em show đêm thì vẫn đông như bình thường nha. Người này không xem được thì khác có người khác xem mà. Mem của em đâu phải là mấy người hay gầy game đâu. Hello, xin chào Xi nha. Thì em chả biết được hôm nay mọi người làm sao ấy. Hay là quên lịch của tôi rồi. Ông Hiếu treo nick mà không thấy nói gì ấy kìa. Vắng kỳ cục ghê. Lại Croatia vô địch à? Hết hiệu ứng rồi đúng không? À, mình cũng chẳng thích mấy cái quà này lắm á. Hết World Cup thì chắc là phải để quà về bình thường thôi ấy. Chứ World Cup thì chỉ để trong mùa World Cup thôi. Chung kết xong có khi mấy cái quà cũ lại quay lại sao. Mình cũng chẳng quan tâm lắm vì mình có quan tâm bóng đá đâu. Chỉ mong bỏ cái sô cô la đi thôi. Trời ơi, hôm nay nó vắng vẻ một cách bất thường. Bình thường là có ngày này có ngày kia. Cho nên là ai đang trong room 88 mọi người lên tiếng dùm Linh đi nha. Nhớ đừng quên ấn theo dõi lên Harpury và năm sao trên điện thoại lên quà cho Linh nha. Trời ơi, sao nó buồn dữ, không có hứng mà hát. Ít người này hát sao? Không biết. Đấy, vừa nói xong. Vừa nói xong, eo ơi, anh có bông thiêng dã man luôn ý. Eo ơi. Tức mồm xong thì lại kêu thì lại vô. Thật dã man. Chào công chúa, tin ta đi ngủ. Má không vào rồi đi ngủ chi. Không phải mà kiểu anh gió anh tiểu có bông vừa nhắc đến anh xong thì anh vào á, kiểu nó trùng hợp mà đó, chứ không có ý gì đâu. Một mình em lang thang từng góc phố, môi mỉm cười mà lòng thì còn đau, sao nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có, như chiếc hôn nồng nàn, thiếu những tiếng yêu người vẫn nói cho em. Sẽ có những lúc khi yêu giận hơn. Chào gió, lần nữa. Mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết có đơn sẽ như thế nào đến đây hay đến được ghé hồ.
dòng thư anh gửi đến em. Tình yêu này dường như mùa đông đã tới gõ cửa để xem. Anh không biết vì đôi lần ta để xa rời môi sau hay vì do cả hai vô tình vội muốn bước nên đã thôn lên đầu. Áo anh đứt huy không thể khâu lại được, nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược. Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy anh nắm bao chiều thì anh sẽ là một cơn mưa kia. Chưa hết nhiệt miệng đâu, vẫn còn đang nhiệt miệng như này. Cái gì? À, hóa ra kêu mình là show đêm giống gà mắc mưa. Này nhá, chả vừa có chuyện nhá. Hỏi anh Gấu xem. Ngày nào tôi cũng như này. Chỉ có hôm nào buồn ngủ hay không, hay là hôm nào gội đầu hay chưa thôi. Chả vừa có chuyện gà mắc mưa nhá. Tại vì ban ngày hay ban đêm người ta vẫn thế. Có mà ông không show đêm nhiều sao ông, à ông không xem show đêm nhiều sao ông lại cứ phản bừa thế á. Em so mình với gà mắc mưa nó mới chán làm sao. Nó ra trong mắt mình chỉ thế thôi. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có gió lạnh đầy có tiếng buồn lầy có dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Nói thế là mình buồn ghê. Tựa với nhau trốn nhau yên vui đến hết cuộc đời, tìm mỗi nhau cho nhau xa xa đó tìm đâu, vừa đôi tay ước muốn thu đầy tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu. Người ơi nhìn anh giây phút muốn nói yêu anh, xin cho tôi
dấu đêm mặn nồng yên vui vượng trường. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ đang tìm tôi, dù có ngàn đời có chết một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Thì tặng cái khác trà sữa kìa. Chắc là đợi mấy hôm hết bóng đá là nó quay lại thôi. Chả qua là mấy hôm bóng đá ấy, bớt quà đi để thêm mấy cái bóng đá vào á. Đợi hết chủ nhật hết bóng đá thì nó có quay lại với cái xịt khử mùi với cả trái cây không? Không thích á? Không thích là không tặng à? Bây giờ mà nó cắt hẳn hai quả đấy thì là không tặng tôi cái gì bao giờ nữa gì. Xin cho tôi em như gói mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yên vui vợ chồng. Tặng kem thì đến bao giờ tin nó mới tăng đây. Xu với cả hoa tuyết của tôi quay trở lại thôi. Mấy cái quà đẹp đẹp thì cứ bỏ xong cứ cho mấy cái quà tào lao vào. Mọi người nhớ theo dõi Liên Hoa Free bắt năm sau điện thoại và liên quà cho Linh nha. Hát về gì đây nhỉ? Không. Sự đấy làm gì á? Cái hoa bảy mươi xu là cái mà tặng 10 cái thì nó có cái dựng cánh hoa rơi chứ không phải là ám gì đó đâu. Và tôi cũng yêu em á. Mình vẫn thích lấy beat kia hơn.
Để mình hát cả hai bài luôn. Em thích cái beat cũ, beat của bài kia hơn là bài. Đúng rồi, có cái mã yêu bạn á. Đúng rồi. Chứ không phải là mai ám bạn nhé. Bóng tối cứ thế dần lùi, giấc ngủ em nào trong những màn mưa. Giấc rồi tức tối hấp hối, em phải lo bỏ qua giấc ngủ chưa. Chẳng giống như ta hồi xưa, vui đôi ba môi đây dường như là thiên đường. Vậy sao giờ đây mọi thứ quá tầm thường. Gió cuốn gió rét, gió thoát tên của ai đang sống những màn mưa. Còn chưa gì được sống cơn mê khi người ta đã nói anh không cần em nữa, không cần, không cần, không cần. Oh baby, sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đã tỡ tan liền kề. Chả biết yếu đâu. Chuyện tình yêu vẫn mãi 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 luôn, đâu phải dễ trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Đâu ai đã đem lòng say mê. Sao hôm nay không còn như ta đón đưa, mà giờ như cơn giang đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin em một giây được không đâu, không đâu, em đã tin anh nói trong lần. Một tuần cho đi hết, và đều là cái kết cô đơn, chẳng như mong mơ đã hứa. Oh no, oh no, theo em thì ta vẫn không một đâu. Người nào biết giờ thì đừng nói đã hay bước đi thật xa. Yeah, yeah. Mọi thứ khi đi lên theo một cơn gió, và ngày mai có lẽ với anh là may mắn. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau giờ đây làm gì. Chán mọi người quá đi, hôm nay vắng vẻ quá đi, chả qua Linh quà nhiều. Người ai chưa ấn theo dõi cho Linh thì nhớ ấn theo dõi bên trên nhé. Nhớ lên hoa free bắt làm sao trên điện thoại và lên quà cho Linh. Ta cứ nghinh đi sau ấy. Hôm nay không biết mọi người đi đâu làm gì. Nghi gì. Linh có gì gì đó tươi quá. Ủa mà tôi vẫn vậy mà. Đây có điều hôm nay là tôi đã gội đầu rồi được chưa? Gội đầu rồi nên nhìn thần thái nó không bị sơ xác bết bát nữa được đúng chưa? Mặt mặt bà vui vui làm sao ấy á. Hôm nay tôi buồn thế mẹ. Không có ai xem show vui sao mà lại kêu là mặt tôi vui. Chắc là tại mới gội đầu nhìn tươi tắn thôi. Buồn thế mẹ à. Chả ai xem.
Thế à, nhưng mà chật lất hết rồi, đâu có vui gì đâu. Hát bài gì nhỉ? Hát bài gì mà ít hát, coi nào. Đúng rồi, hôm nay chắc là chưa buồn ngủ hôm qua. Hôm qua thì hơi hơi rũ rượi, hôm nay ngủ ban ngày hơi nhiều. Linh hôm nay có tạo cho gió cảm giác khang khác à? Chắc là hôm nay Linh xinh hơn mọi ngày đó. Thế bây giờ thử thử nêu xem điểm gì khang khác nào, tôi không biết là tôi khang khác ở đâu này. Sao biết về sao tôi định nói, tôi đi guốc trong bụng ông rồi, bao nhiêu công định nọt thì ông cũng phun ra với tôi hết rồi. Chuyện tình cây lá gió, chuyện tình lá gió thôi chứ. Cây lá gió là khác cái nhà. Chuyện tình lá gió. Hôm nay hơi trầm nhỉ. Còn còn ngày mai nữa đấy. Tuần này nó hơi bị nhiều show đêm á. Đâu đây là bài chuyện tình lá gió mà, cây lá và gió là bài khác. Tình vì trong giấc mê lúc xưa vẫn có anh ta chung đường, nụ cười em mắt với bên em lúc buồn, nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ xua bờ tóc mềm làm ức ta chẳng khác nhau chẳng muốn đời. Rồi một ngày kia bên lá xanh gió bay qua những giấc mơ tự chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng, để trời những dấu đi nhưng vẫn để tiếng thơ dài nhìn mắt nhau làm hết đau và u sầu. Lá vẫn cứ lặng im không nói, gió vẫn khẽ vội qua như muốn níu chân bước ai đi rồi, hôn đã đi rồi, trái tim đã lạnh giá, giá vẫn sẽ không nghe gì nữa đâu. Trở lại cho em
bị lỗ đúng không? À, đau lưỡi quá. Tiếng á, Pháp vô địch à? Mình cũng dự là Pháp đó. Có gió đi đâu rồi? Chắc là đi mua quà. Mãi mới thấy ông Hiếu mới lên tiếng. Nhớ chứ, tưởng có người quên mình. Show đến 4:38 rồi mới chịu trả lời, mặc dù là đã ở trong room từ lúc đầu rồi. Ủa sao ông kia, đây là nick nào đấy hả ông? Sao không thấy ghế của gió đâu vậy? Ao ra vào lại coi xem nào. Đây này, cây lá và gió ấy, là bài này này, cái bài mà của Khổng Tú Quỳnh Đăng Khôi ấy. Thiên Minh ấy. Xong có một bài nữa còn là Lỗi Lầm Cây Lá và Gió cơ. Cảm ơn gió, cảm ơn Hiếu. Ngắm bài lắm. Mùa thu lại sang heo ăn, rêu trong lòng nước mắt. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Thấy rồi. Và em đến bên nhiều. Hát được nhiều lắm rồi. Như đôi bạn thân, thường như tình yêu vẫn muôn đời. Thì nó là cái chủ đề dễ viết, kiểu dễ ẩn dụ ấy. Kiểu là một cuộc tình tay ba ấy. Chàng trai này, xong với cô gái là lá này, và một chàng trai khác thì là gió này. Hóa ra làm việc hả? Mây về núi cũng lại ẩn dụ kiểu đó vậy đấy. Anh cây không giữ được cô lá, tại vì cô lá đi theo anh gió. Mùa xuân nhẹ rơi chiếc lá, em nghe trong lòng buốt giá, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi. Có biết ca sĩ ngày xưa hát dở thật đấy. Chả hiểu sao Khổng Tú Quỳnh lại có thể gọi là ca sĩ được cơ. Hát chua đã mà. Xong giọng thì con nít ấy. Gió là người cướp đi chiếc lá của cây à? Giọng cô này hát chắc tôi đau đầu cả ngày quá. Kiểu ngày xưa thì nó mới hát được thôi, bây giờ mà hát đi kiểu này thì ai nghe nữa đúng không? Một
đông nhẹ trôi lướt thưa, cho thu buồn cất bước, dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang ngày anh lặng thinh đến. Lạ chi em, trời ơi giọng như giấm vậy á. Giống kiểu mấy bé tin tin đi hát karaoke thì ok, chứ bảo chứ kêu bảo làm ca sĩ thì cũng hơi kỳ. Tình cờ anh đến bên em như tình cờ gió miên man lướt qua. Anh bo ý kiến gì? Từng ngày anh vẫn yêu trong vô. Thì mới bảo là ngày xưa thì thấy nó rất hay, bây giờ nghe lại thấy ngày xưa hát dở thật á. Nhưng mà từ ngày xưa thì em vẫn chưa thích giọng Khổng Tú Quỳnh. Kiểu nghe nó không giống kiểu một ca sĩ hát ấy. Làm ngôi sao theo cách tiêu cực như thế à? Thì bây giờ đó Hoa Vinh cũng có MV rồi đó, lại còn nổi tiếng nữa chứ. Đó thì rất nhiều bài hát dở, nhưng mà là mình thấy nó hay ấy, vì nó là một phần ký ức tuổi thơ của mình ấy. Ngày xưa những cái bài hát như thế này rất là đáng trân trọng, nó kiểu là một kỷ niệm. Chứ là bây giờ nghe lại thì thấy ngày xưa ca sĩ hát kiểu đúng là chỉ đến mức là nghe được ấy. Ok, thôi hát nhá. Bình phẩm hết chương trình, bình phẩm hết là hết. Thì đó, thì bằng so sánh hai giai đoạn khác nhau thì thấy cũng đúng là cảm giác nó khác nhiều. Mọi người ấn theo dõi cho Linh nếu chưa ấn nhá, nhớ lên Hoa Free vẫn 5 sao trên điện thoại và lên quà Linh nhá. Bài gì đoán nhanh nào. Tại vì em là người gọi là có thể gọi là người trong nghề mà, cho nên là tay em nó khắt khe hơn so với bình thường. Anh làm sao quên em đã cho anh những phút giây em đêm, thật nồng nàn em mãi, thật nhiều detail. Rồi tình ta tan vỡ, em bỏ anh bơ vơ, rồi dòng đời ông đời nhớ khắp một cuộc tình gian dở. Người đã nói rồi sao? Chiếc lá nhẹ rơi bước chân về tìm những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nhớ cho gió tim đau, giọt nước mắt nhẹ rơi lệnh buốt giá bờ vai mỏi mòn đợi chờ mãi bất hình ai. Người yêu hai anh đã chỗ nào tình ngập lúc. Yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi tình ấp ủ? Sao anh gian dối, trái tim em đã tan. Đúng rồi. Bài này ngày xưa nhạc âu bao nhiêu ấy nhỉ? Ôi tình đôi ta vừa xa gần bên như ám mây trôi. Còn năm ngày qua đẹp tỏa cái gì đẹp tỏa cơ. Anh làm sao quên em đã cho anh những phút giây em đêm, thật đông nàn em mãi. Đây là bài Think of You của Thu Thủy nhá. Ngày xưa có nhảy bài này rồi mà. Người đã nói rồi sao? Từng chiếc lá nhẹ rơi bước chân về tìm những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nhớ cho sóng. Giọt nước mắt nhẹ rơi lạnh buốt giá bờ vai mỏi mòn đợi chờ. Yêu em tha thiết, sao giờ anh đã
gió trái tim em đã tan. Tình em hiểu anh đâu hay biết, bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức, mỗi hôm đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Giờ anh hỏi trong đời trọng kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi tình em hiểu, sao anh giận dỗi trái tim. Có một bài nữa cũng là Thinking of You nhưng mà là của nhóm ATC ấy. Mọi người nhớ về đấy không? Cũng là nhạc Âu. Thế à? 90 đúng không nhỉ? 90. I'm thinking of you, all I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you, when now I'm blue, I'm thinking of you. No matter how I try, I don't find a reason why. Believe me, it's no lie, I always have you on my mind. No matter what I see, guess where I wanna be. Love is the answer I will find. Thinking of you, I'm thinking of you, all I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you, whenever I'm blue, I'm thinking of you. No matter where I go, you see the only show, I'll let you be a part. Come on and take my heart. No matter where you are, baby, I can't be far, 'cause I'll be with you all the time. Thinking of you, thinking of you, thinking of you, I'm just think about you. Thinking of you, think whenever I'm blue, I'm thinking of you. This feeling deep inside, when you are right by my side, I always be with you. Believe me, this is true. Whenever we apart, you stay within my heart, 'cause I be with me all the time. Thinking of you, I'm thinking of you. Đấy là bài Be What You Wanna Be chứ. Thinking about you, thinking of you, I'm thinking of you, whenever I'm blue, I'm thinking of you. No matter where I go, this is the only show, I'll let you be a part, come on and take my heart. No matter what you are, maybe I'm not before, 'cause I be thinking of you, I'm thinking of you, all I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you, whenever I'm blue, I'm thinking of you. Nhìn còn 9 phút nữa hết rồi nha. Đây, biết bài mọi người đang nói đến là bài gì đó? Của Darin thì phải. Cảm ơn Hiếu nha. Mở thôi nhá.
Bài này 100 bao nhiêu nhỉ? Ngày xưa em nhảy bài này miết luôn á. Sao cái bạn tròn Only Mập này cứ đi ra đi vô nhiều ấy nhỉ? Thấy kiểu tuổi thơ ùa về dữ dội luôn á. Đâu 192 hay là bao nhiêu bài La 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 của đại nhân á. Một trăm bảy mươi hai vũ điệu hoang dã kìa. Trời sao vẫn có những đứa nhảy 196, 8k đen điếc, điên đảo được cái nhỉ? Thế à? Tôi nhảy đỉnh ấy, thậm chí chúng nó còn nhổ hết những cái phím mà không liên quan ra để nhảy 8k cho nó dễ. Ở cái bên phím số ở bên này này thì mấy cái chéo ấy, mấy cái phím không cần thiết nó nhổ ra. Có cái ở giữa thì sao ấy. Ngày xưa chỉ sướng finish để đập phím nó sướng thôi. Ngày xưa em có đứa bạn nó không nhảy vào nút cách đâu mà nó nhảy vào nút control cơ. Sao nhẹ nhàng. Mình thì đập phím cách ầm ầm ra. Mình phải đập mình mới sướng tay á, và nó chỉ bấm nhẹ nhàng nút control thôi. Còn bài gì nữa nhỉ? Ở đây có cái bài này này. Bài này là thuộc thời nhạc sau ấy sao ấy. Nhưng mà em cũng thấy nó quen quen. Nhạc Hàn nha. Aloha thì lại cũ quá. Bài này cơ. Bài này thuộc thời sau. Cả cuộc đời mình tôi muốn giúp đỡ những trẻ em kém may mắn. Đúng rồi, ngày xưa em cũng bảo là nó lại ra cái bài này nhạc nền á. You go girl, da 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 da. Bài này cũng nhanh. Em cũng nghĩ là một cái special mà chuyên hát những bài liên quan đến ao ngày xưa ấy. Thì em giơ tay luôn. Yeah.
Thế bây giờ idol thì vẫn hơi nhiều em trẻ trẻ tầm 97, 98 chắc là không biết đâu. Phải tầm 90 đến tầm 95. Thế rồi hát nốt bài nào. Hát bài nhảy đôi. Đúng rồi, mà dạo này toàn có khi còn hát. Everybody dance. Bài này không có karaoke hả? Mình đang tìm mà. Không có thịt hả? Vẫn như ánh mắt như thơ ngày nào bên anh và nụ cười tươi xinh của người. Thế thì cho mọi người. Thế thì cho mọi người nghe bản remake năm 2016 hay 17. Bản mới của Myungdu với cả Bumju, nó cũng giống bản ngày xưa ấy, nhưng mà nó làm mới khá là nhiều. Bản này em cũng cho mọi người nghe nhiều đấy. Ngày xưa là của Freestyle, là bản gốc, là cái bản mình hay nhảy nhạc 80 á, nhảy đôi nhạc 80. Còn đây là bản remake năm 2016. Love có. Bài này thì nó hay hơn một bước so với bản ngày xưa, tại vì nó có rap hay hơn. Đoạn này là khác với bản gốc này. Em bảo đây là vừa 2016 mà. Tức là nó phải sau cái bài cũ của Freestyle phải đến hơn 10 năm á. Ngày xưa là của Freestyle, còn đây là bản của Ki với cả Myeongdu với cả Bumju. Giám sát viên cho ôm được ôm chứ nghĩ gì. Trời ơi, ông có làm như người ta tới tháng là người ta bỏ show á. Tới tháng tôi vẫn show bình thường nè. Giám sát viên là ai ra đây nói chuyện này. Ôi dồi ôi, to mồm quá. Should I start with a small talk? Using my mind now. 이런 생각들밖에 안 돼. 너한테 하고 싶은 말들이 난 참. 또 그냥 자기 nhà thôi cũng show. I was the luckiest guy in the world back then. 그땐 왜 몰랐나 싶어. 정작 너와 이별 DNA, Facebook, Twitter and Instagram. 들어가 하루에도 수십 번씩 소식 체크해. Please tell. 자, 리나 야. 뭔 정말. Xong đi ra quán cà phê ngồi show nhỉ. Ok, Sumi đã lên rồi, mọi người ở lại xem chơi với idol sau nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai 4 giờ room 88 nhé. Không phải cầu trời đâu, idol sau lên rồi. Trời ơi, mấy ông này mắc cười dễ sợ. Vâng ạ, cảm ơn Lina nhé. Mọi người ấn theo dõi Liên Hoa Free, bóc 5 sao trên điện thoại lên quà cho lần cuối nào. Biết đâu hôm nay tôi có show ban ngày thì sao. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai vào 4 giờ room 88 nhé. Ai ngày mai thức khuya được thì lại vào chơi với Linh nha. Bye bye mọi người.